Đặc biệt cái con rúi này thì nó không bao giờ bị dịch bệnh, vì bản thân nó mang trên người cái gen di truyền giống động vật hoang dã đấy, mà nó ăn thì ăn toàn những chất như tre, mía và ngô, cho nên là cái rất là lành, lành mà cái dịch bệnh của nó không có. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Ở những năm vừa qua thì có rất là nhiều bà con đã không còn thiết tha gì với ngành chăn nuôi nữa. Bởi như năm 2022 vừa qua nhìn lại thì bà con cũng thấy là với giá cám thì ngày càng tăng cao. Và khi mà bà con xuất bán chăn nuôi những cái con lợn, con bò thì khi mà xuất bán thì cái hiệu quả kinh tế nó mang lại không được như bà con mong muốn nữa. Chính vì thế nên là có rất là nhiều bà con đang tìm hiểu và muốn dịch chuyển sang những cái mô hình chăn nuôi những cái dòng động vật thông thường. Như những cái mô hình chăn nuôi con rúi thì nó đã được rất là nhiều bà con biết đến rồi. Thì hôm nay tôi đang có mặt tại một trại chăn nuôi con rúi rất là lớn tại Đồng Nai. Và bên cạnh tôi đây là anh Thiện. Anh Thiện đang là chủ của trang trại chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã với rất là nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã này rồi ạ. Em chào anh ạ. Vâng, xin chào chị. Xin chào toàn thể quý bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đỗ Quang Thiện, chủ chuỗi trang trại chăn nuôi giống động vật hoang dã từ Bắc vào tới Nam. Thì hiện nay tôi đang đứng tại trang trại thôi của tôi, tại có địa chỉ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bà con có cái niềm đam mê chăn nuôi cái giống động vật hoang dã thì xin liên hệ qua số điện thoại của tôi là 0394892955 ạ. Như em được biết đến cái con rúi này cũng được rất là cũng được vài năm nay rồi và cũng có rất là nhiều bà con đã biết đến cái mô hình chăn nuôi con này và chăn nuôi cũng rất là thành công rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì cũng vẫn còn có rất là nhiều bà con cũng mới bắt đầu đi và tìm hiểu và mới biết đến cái con rúi này. Thì anh Thiện có thể chia sẻ cho bà con cái cách để mà mình lựa chọn được một con rúi đủ cái tiêu chuẩn để mình về chăn nuôi sinh sản không ạ? Dạ vâng. Thưa toàn thể quý bà con thì bản thân trang trại chúng tôi thì cũng đã chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này thì rất là nhiều năm. Với kinh nghiệm của bản thân tôi thì trước khi bà con có cái niềm đam mê vào chăn nuôi cái giống động vật hoang dã, đặc biệt là cái con rúi mốc đại hay và con rúi mã đào Thái Lan, thì trước khi mà bước vào chăn nuôi cái con giống này thì để tìm hiểu về con giống thì quý bà con nên đến tận trang trại nào có những cái nhiều năm kinh nghiệm trong sát chăn nuôi. Thí dụ như trang trại chúng tôi đây thì đã có mười mấy năm chăn nuôi cái giống động vật hoang dã này rồi, thì khi bà con tìm hiểu rồi đến trang trại rồi thì bà con sẽ được tận mắt mắt thấy tai nghe tay sờ và cho con giống ăn. Thì về cách mà khi bà con tìm hiểu về con giống thì thứ nhất là con giống nó phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mắt sáng, lông mượt. Đối với con đực thì cái hạt kê của nó phải đều. Đối với con cái thì cái bộ phận sinh sản của nó phải tốt. Hai hàng vú của nó phải đều thì nó đủ được cái chất lượng vú cho con nó bú. Và cái mà quan trọng nhất là đối với tìm hiểu cái con giống rúi này thì cũng thưa với bà con là cái giống rúi nó rất là nhiều chủng loại. Thí dụ con rúi mốc Việt hay là con rúi mã đào Thái Lan, con rúi bụng đại và con rúi mã đào Lào. Thì để tránh được cái mà bà con đi tìm hiểu mua mà không tìm hiểu kỹ thì có thể bà con mua phải cái dạng rúi thương phẩm hoặc là cái rúi rạc, nó không đạt được cái lệ sinh trưởng, không đạt được cái tỷ lệ sinh sản đối với con cái, hoặc con đực nó không đủ cái điều kiện để động dục được từ 3 đến 5 con cái, thì cái sàng đấy người ta loại ra thì bà con mua lại phải thì bà con về chăn nuôi nó không đạt được cái hiệu quả. Dạ. Vậy thì khi trong cái quá trình mà mình chăn nuôi chăm sóc ấy, thì đối với những cái con chăn nuôi sinh sản thì mình có cái chế độ gì khác không ạ? Dạ vâng. Thưa quý bà con, về chăn nuôi cái giống rúi này thì nó có hai chế độ chăn nuôi. Thứ nhất là chế độ chăn nuôi sinh sản, thứ hai là chế độ chăn nuôi thương phẩm. Về chế độ chăn nuôi sinh sản thì thưa với bà con là bản thân con rúi này thì nó ăn ngô, tre, mía, thân cỏ voi thì nó sẽ ăn vào một buổi chiều tối. Bà con có thời gian tận dụng thời gian khoảng độ từ 4, 5, 6, 7 giờ tối bà con cho ăn nó một lần. Với con rúi hàng vú mẹ thì nó ăn chỉ tầm một khúc mía dài 10 phân với lại chục hạt bắp. Đấy, với lại một miếng tre thì nó cũng tầm dài 10 phân và rộng tầm khoảng 2 đến 3 phân. Đấy là cái khẩu phần ăn của nó một ngày, thì nó ăn vào buổi chiều tối. Nhưng riêng đối với con sinh sản, đối với con sinh sản mà cái hàng vú mẹ, con mẹ của nó trước khi chuẩn bị sinh sản và sau khi sinh sản thì bà con ngoài cái việc ngô tre mía ra thì bà con trước khi nó sinh sản một tuần thì bà con nên bồi dưỡng cho nó cái cơm nguội, bà con trộn với bột ngô, bột khoai
để bà con cho vào cái dĩa, mỗi con nó tầm khoảng một thìa ăn cơm, và đặt con đặt vào trong cái chuồng cho nó ăn để nó bổ cái chất lượng tinh bột để nó nuôi con nó trong bụng, và dạ, sau khi nó sinh sản ra thì bà nó đủ cái lượng sữa cho con nó bú thì con nó sẽ phát triển rất là đồng đều ạ. Dạ. Vậy thì khi mà cho con rúi này ăn ấy thì mình có cần lưu ý gì về những cái thức ăn của nó không anh? Dạ có. Thì thưa với quý bà con, thì bản thân con này thì nó ăn ngô che mía rồi, thì bà con cần phải lưu ý thế này. Thứ nhất là cái che thì bà con nên tránh cái trời mưa ra. Bà con khi bà con chặt vào trong nhà thì bà con nên chọn những che xanh và nó phải khô ráo. Bà con mang vào khi bà con cắt từng khúc ra thì bà con nên, khi bà con chẻ ra mà cái che bên trong của nó trắng thì là bà con cho ăn được, nhưng mà cái thân che bên trong mà nó bị đen dẹp thì bà con nên loại bỏ ra. Đối với cây mía thì nó ăn cây mía trắng mà bà con thường xay làm nước mía đó, thì cái cây mía nó sẽ rẻ hơn. Thì cái mía đó thì bên ngoài nó có chất dẹp thì bà con nên dùng cái cạo, bà con cạo sạch cái chất dẹp của nó đi. Và cái thứ ba nữa là cái ngô của nó thì bà con cũng nên chọn cái ngô sạch, tránh bị sâu mọt, tránh bị cái thuốc bảo vệ thực vật, cũng như làm sao nó không bị nấm mốc, thì đảm bảo được những cái thức ăn an toàn như thế thì chăn nuôi con rúi này rất là tốt ạ. Dạ. Vậy thì trong rất là nhiều năm chăn nuôi con rúi này thì anh thấy là con rúi này thì nó có dễ nuôi không anh, và nó có gặp phải cái tình trạng bệnh lý gì không ạ? Dạ vâng, thưa chị với thưa toàn thể quý bà con, thì rất là nhiều năm chăn nuôi con rúi này rồi, thì hôm nay tôi chia sẻ bà con bài này. Đặc biệt cái con rúi này thì nó không bao giờ bị dịch bệnh, vì bản thân nó mang trên người cái gen di truyền giống động vật hoang dã đấy, mà nó ăn thì ăn toàn những chất như tre, mía và ngô, cho nên là cái rất là lành, lành mà cái dịch bệnh của nó không có. Chăn nuôi con này nó rất dễ, mà nó ăn thì nó ăn tạp, nó ăn buổi chiều tối, nó không phải ăn những cái thứ hoa quả như bên ngoài, nó sẽ bị hay xảy ra đau bụng. Nhưng vì nó ăn ngô che mía là toàn bằng cỏ khô, cho nên là nó rất là an toàn được ruột, và chăn nuôi nó phát triển rất là tốt ạ. Vậy thì như con rúi này thì một năm nó sinh sản bao nhiêu lứa, và mỗi lứa thì nó dao động khoảng bao nhiêu con ạ? Dạ vâng, đối với con rúi bốc đại thì là một năm nó sinh sản là 3 lứa. Một lứa của nó trung bình là từ 3 đến 5 con. Còn đối với con má đào thì là nó sinh sản là 2 năm, là 5 lứa. Và một lứa của nó có thể từ 5 đến 8 con. Vậy thì anh có thể cho bà con để biết là cái hiệu quả kinh tế mà mỗi một cái loài rúi này nó mang lại cho trang trại anh là như thế nào không ạ? Dạ vâng, thì thưa quý bà con, thì là đối với cái dòng rúi bốc đại này thì một năm nó sinh sản 3 lứa. Một lứa của nó từ 3 đến 5 con. Thì một cặp bố mẹ, một con đực thì bà con nên hiểu là không nên mua một con đực với một con cái, mà mua từ một con đực cho đến từ 2, 3, 4 con cái thì nó ghép đôi như thế thì nó mang lại cái lợi nhuận, thì bà con đỡ phải tốn chi phí về mua con đực. Thì tôi tính một cặp rúi một con đực con cái thôi. Và với một con cái thì năm nó sinh 3 lứa, thì một lứa từ 3, 5 con. Thì tôi chỉ lấy 3 con thôi. Thì 3 con mà nếu như nuôi thương phẩm mình cho ăn thoải mái ngày 2 bữa thì là mình sẽ được khoảng độ trọng lượng từ 2,2 đến 2,7 trên một con. Thì một năm của nó 3 con là một lứa 3 con, mà nhân với một năm 3 lứa thì nó bằng 9 con. 9 con mà nhân với, tôi thấy nhân thấp nhất là 9 cân con, mà nhân với lại 2 cân một con thôi, thì 29 nó sẽ được 18kg thịt trên một con mẹ. Thì với cái giá cả thị trường hiện nay chúng tôi bán ra ngoài giả thường thì nó tầm trên 1 triệu 1kg. Nhưng mà trang trại của tôi ký kết hợp đồng bao tiêu cố định 5 năm với quý bà con, khi mà mua các con giống của trang trại tôi thì giá cố định của nó từ 7 đến 800 ngàn trên một ký. Thì 800 ngàn ký mà nhân với lại nãy số lượng mà là 20 cân thì là bà con biết là một con rúi này nó sẽ thu nhập cho bà con, sau khi trừ chi phí rồi nó sẽ thu nhập vào khoảng độ từ 8 đến 10 triệu trên một con. Đấy là con rúi bốc đại. Dạ. Toàn thể quý bà con, về con rúi mã đào này thì 2 năm nó sinh sản là 5 lứa. Thì tôi chỉ tính là một năm nó sinh sản 2 lứa thôi. Thì một lứa của nó là dao động từ 4 đến 8 con. Đấy. Thì một năm 2 lứa thì 2 lứa của nó bằng 8 con. 8 con mà nuôi thương phẩm thì quý bà con biết rồi, cái trọng lượng của nó đạt từ khoảng độ từ 4 cân cho đến 6 cân. Thì 8 con mà nhân với 4 bằng 84, 32 cân. 32 cân thì trang trại chúng tôi hiện nay là đang bao tiêu cho quý bà con là từ 900 đến 1 triệu trên 1 kg. Thì 40 cân thì nhân với 949, 36. Thì sau khi trừ chi phí tất cả đi, về cái hao hụt con giống rồi là nó không may là thức ăn rồi là chuồng trại các thứ đi, thì một năm nó sẽ mang về cho quý bà con tầm từ 20 đến 25 triệu trên một con ạ. Dạ. Với cái hiệu quả kinh tế nó mang lại lớn như thế thì nếu mà bà con chưa có kinh nghiệm mà muốn chăn nuôi thì anh có cái lời khuyên gì cho bà con không ạ? Dạ vâng ạ. Thì cũng như tôi chia sẻ rất nhiều clip quý bà con, để mà bước vào chăn nuôi con rúi mốc đại hay là con rúi mã đào này, khi bà con đã quyết định chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi
thì cái điều quan trọng nhất là bà con phải có cái niềm đam mê thực thụ để chăm sóc chăn nuôi con này, và bà con phải tìm hiểu thật kỹ cái đặc tính kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi. Nếu bà con mà đến trang trại chúng tôi thì bà con sẽ được tham quan mô hình trang trại, được bản thân tôi, được đội ngũ kỹ thuật sẽ chia sẻ tất cả những cái kỹ thuật chăm sóc của nó, kỹ thuật ghép đôi, kỹ thuật chăm sóc trước sinh sản, sau sinh sản, kỹ thuật chăm sóc thương phẩm và kỹ thuật chăm sóc con non như thế nào. Và cái thứ hai là trang trại chúng tôi là sẽ có đầy đủ những cái giấy tờ hợp pháp để quý bà con về chăn nuôi. Cái thứ ba là trang trại chúng tôi sẽ có những cái ký kết hợp đồng bao tiêu giá cố định trong 5 năm đối với con mã đào là 900 đến 1 triệu trên 1 kg, đối với con mốc đại là từ 7 đến 800 ngàn trên 1 kg. Sau 5 năm nếu quý bà con chưa có cái đầu ra thì trang trại chúng tôi lại tiếp tục ký hợp đồng 5 năm tiếp theo cho quý bà con. Cho nên khi bà con đã tìm hiểu một con giống này rồi và đã có niềm đam mê rồi mà đến tới trang trại chúng tôi rồi thì bà con yên tâm về tất cả những cái kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi cũng như những cái đầu ra cho quý bà con để bà con yên tâm về chăn nuôi ạ.